Hoa hậu Thu Thảo bên Thủy Tiên vụ xây cầu từ thiện không đồng tình trước những lời chỉ trích của khán giả về chiếc cầu từ thiện mà vợ chồng Thủy Tiên vừa xây dựng. Ngày 28 tháng 7, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái bày tỏ sự bất bình đến những khán giả đang lên tiếng chỉ trích chiếc cầu từ thiện mà vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh vừa xây ở Kiên Giang. Cô viết, nếu các bạn góp ý chân thành thì chắc chắn sẽ được đón nhận vì người nghệ sĩ ai cũng cần được góp ý để họ làm tốt hơn. Còn với mấy bạn thích xăm soi và chê trách thì nên coi lại nha. Không biết mấy bạn có ý tốt thế nào chứ ai đi làm từ thiện mà nghe mấy bạn nói xong người ta không muốn đi làm từ thiện tiếp cũng nản và sợ đó các bạn. Thương chị Tiên. Ngày 27 tháng 7, Thủy Tiên cùng ông xã Công Vinh dự buổi lễ khánh thành cây cầu mới ở Tây Thành, Kiên Giang. Đây là chiếc cầu thứ hai tại Kiên Giang do vợ chồng nữ ca sĩ đầu tư xây dựng để giúp trẻ em đi học thuận tiện, người dân di chuyển sẽ dễ dàng hơn. Hành động của vợ chồng Thủy Tiên được nhiều người khen ngợi, họ cũng nhận được nhiều lời cảm ơn từ người dân khu vực vì hành động đẹp này. Tuy nhiên lại có một số người lại để lại những ý kiến chê trách cho rằng cây cầu này bị xây không chắc chắn, nhìn như tạm bợ, không đúng kỹ thuật và hình thức xấu. Đáp lại những ý kiến này, người hâm mộ Thủy Tiên bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng đây là một hành động đẹp, tại sao lại bị soi mói một cách quá chi li. Có một cây cầu mới thay thế cho cây cầu khỉ thì dù sao vẫn tốt hơn nhiều chứ. Sao lại nỡ nói như vậy khi người ta đang làm một điều tốt? Thấy một người làm việc tốt thì ta nên ủng hộ, đừng nên vì chút tị hiềm đố kỵ mà nói ra những lời không hay. Hãy dành cho họ sự trân trọng vì họ đã làm được một điều mà ta chưa từng làm được. Một lời nói đẹp để nhân rộng điều tốt ấy ra vẫn hơn là một lời xúc xỉm chẳng mang lại lợi ích gì cho ai. Một tài khoản trên mạng xã hội.